Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn tuần mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022 Hy vọng với những thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ Sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết 1. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy, vận trình của người tuổi Tý có cát vận nhìn hơn hung vận, báo hiệu cho bạn có một tuần ngập tràn may mắn sẽ với người tuổi Tý. Điểm báo tử vi cho thấy nhờ được các tinh thái dương che chở, những chú chuột được quý nhân nâng đỡ, cấp trên yêu ái, tạo điều kiện cho phát huy năng lực của mình. Mọi việc đang vô cùng suôn sẻ một cách ngoài mong đợi của bạn. Tuần mới này với người tuổi Tý cơ hội hiện tại có rất nhiều, song có nắm bắt kịp thời hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào bản mệnh. Nhất là khi trong tuần còn có sự xuất hiện của thương quan nhắc nhở, nếu bạn không tập trung vào những việc mình làm, bạn có thể đánh mất rất nhiều cơ hội quý giá. Những sai sót có thể khiến bản mệnh đánh mất sự tin tưởng của cấp trên, khiến cơ may thăng tiến giảm sút. Còn về phương diện tài lộc trong tuần mới này với người tuổi Tý đang có nhiều dấu hiệu với nhiều điểm sáng. Ngay từ đầu tuần con giáp này đã được thiên tài nâng đỡ, có nhiều cơ hội kiếm tiền, nếu đủ nhanh nhạy bạn chắc chắn sẽ có tiền ảo ảo đổ về nhà. Song từ giữa tuần trở đi có kiếp tài án ngữ nên họa phá tài gây chuyện, tài lộc dễ tiêu tán dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều để giảm thiểu thiệt hại. Với chuyện tình cảm của con giáp này không có nhiều biến động. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, dù cả hai đều bộn bề công việc nhưng không quên dành thời gian cho gia đình và đối phương. Tình cảm dù bình ổn nhưng cũng rất đáng yên tâm. Thứ hai, tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày mùng 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi tuần mới cho thấy với người tuổi Sửu tuần này đang có điểm báo sẽ đương đầu với sao Thái Tuế chiếu mệnh nên vận trình khó mà sóng yên bể lặng được. Đặc biệt là trong công việc có điểm báo tiểu nhân xuất hiện ném đá giấu tay khuấy động con giáp này một phen không nhỏ khiến bạn chẳng kịp trở tay. May mắn là trong tuần đang có sự động viên của Tỷ Kiên, nên qua những phút đầu hoang mang, những chú châu dần lấy lại được sự bình tĩnh và không sợ hãi trước khó khăn, có lẽ nhờ thế mà bản mệnh Dũng cảm vượt qua, bỏ lại mọi trở lực sau lưng. Thiên ấn báo hiệu những nỗ lực ngày hôm nay của bạn rồi sẽ được nhìn nhận xứng đáng. Và với người tuổi Sửu phải đợi tới cuối tuần thì đường tài lộc của con giáp này mới có khởi sắc rõ ràng. Đó là khi cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, nguồn thu chính và nguồn thu phụ của mệnh chủ đều tăng lên, có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. Còn về phương diện tình cảm của người tuổi sửu trong tuần mới này, tiếc rằng vận trình tình cảm trong tuần này không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân cảm thấy buồn bã và thất vọng khi mãi không tìm được đối tượng phù hợp. Trong khi đó các cặp đôi đang yêu nhau thường xuyên xảy ra tranh cãi. Dù sau đó cả hai vẫn bỏ qua cho nhau nhưng tình cảm có chút sứt mẻ đôi phần. Thứ ba, tử vi tuần mới của tuổi dần, từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022 bước sang tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng vận trình tuần này của người tuổi dần thăng trầm bất định đầu tuần vượng suy dần về cuối tuần chính quan xuất hiện ngay ở thời điểm đầu tuần giúp bản mệnh có thể dễ dàng xử lý những vấn đề tồn động trong công việc thời điểm này bản mệnh không phải chịu quá nhiều áp lực nên có thể tự do sáng tạo theo ý mình Tuy nhiên, với người tuổi dần tuần này, tới cuối tuần do có thương quan án ngữ nên con giáp này có dấu hiệu làm việc trành mạng, thường xuyên để những việc bên lề làm phân tâm, nếu không sớm khắc phục sẽ còn gây ảnh hưởng cho cả đồng nghiệp hợp tác chung dự án với bạn. Về phương diện tài lộc của người tuổi dần trong tuần nhờ có cả chính tài và thiên tài độ mệnh nên mang tới những nguồn thu đáng kể. Thời điểm này bạn tập trung hạch toán, tổng kết toàn bộ kết quả để chuẩn bị Tết âm lịch nên đón nhận thành quả khá khả quan. Có người còn thu hồi được một số công nợ từ lâu, tài khoản trong ví tăng lên tuần này với người tuổi dần cũng đang gặp sao bách việt chủ đào hoa nâng đỡ, nên phương diện tình cảm của những chú hổ đón nhận rất nhiều tin vui. Người độc thân có thể thông qua mai mối, giới thiệu nên tìm được người phù hợp với mình để nên duyên đôi lứa. Tình cảm phát triển nhanh chóng nhưng cả bạn và đối phương không chút lo sợ mà vô cùng háo hức về tương lai hạnh phúc đang chờ đón phía trước. 4 là tử vi tuần mới của tuổi Mão, từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, bước sang tuần mới này, người tuổi mão đang bị thiên cầu là hung tinh chiếu mệnh, điểm báo hung vận khá lớn, bạn cần chú ý lưu tâm đề phòng. Sóng gió bùa vây, họa thị phi bùng nổ, con giáp này ngồi không cũng có thể gặp họa. Lại thêm trong tuần cũng có thiên quan tác động, công việc ẩn chứa không ít những nguy cơ tiềm ẩn. Bản mệnh cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ, chớ nên ham chuyện vui chốc lát mà kết giao với bạn xấu, để rồi sau đó hối hận không kịp vì đã tin lầm người đồng thời luôn giữ bình tĩnh và sáng suốt nếu không bạn rất dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được và tuần mới của những chú mèo với bạn lại đang có được báo hiệu hứa hẹn sẽ có nhiều tài lộc đây là thời điểm tốt để làm ăn kinh doanh đầu tư khi có chính tài che chở nếu bạn chấp nhận rủi ro thì cơ hội thu về lợi nhuận cao là đều nằm trong tầm tay của bạn con đường tình duyên của bản mệnh tuổi mão trong tuần này vẫn chưa có gì khởi sắc nhiều các cặp đôi cả hai đều bận rộn đối mặt với áp lực công việc dẫn đến việc thời gian dành cho nhau không nhiều. Điều này cũng xảy ra với các đôi vợ chồng, có thể khiến cho tình cảm đôi bên rạn nứt. 5. Tử vi tuần mới của tuổi thìn, từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi thìn bước sang tuần mới này cho thấy, bạn đang gặp được sao thiên đức là các tinh nhập cục, người tuổi thìn đón nhận những cơ hội phát triển và tìm ra hướng đi mới trên con đường sự nghiệp trong tương lai của mình lúc này là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực chuyên môn của mình hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng hãy cố gắng phát huy nữa nhé tuy nhiên những bước tiến thành công đang đạt được có thể sẽ khiến cho những chú rồng phải đối mặt với khá nhiều chiêu trò của kẻ tiểu nhân ghen ghét thiên quan cho thấy bản mệnh nên giữ thái độ khiêm tốn dĩ hòa vi quý đừng nên quá gay gắt với bất cứ ai thêm bạn bớt thủ vẫn tốt hơn trong tuần cũng gặp kiếp tài án ngữ ngay từ đầu tuần cho thấy đường tài lộc của mệnh chủ có dấu hiệu sa sút khó kiểm soát tiền bạc chẳng thấy sinh thêm mà biết bao nhiêu việc phải chi tiêu cần đến tiền khiến cho con giáp này không khỏi chật vật mới có thể xoay sở được lúc khó khăn còn về con đường tình cảm cũng gặp không ít sóng gió người yêu thương nhau chưa chắc đã đến được với nhau dù bản mệnh vẫn có đào hoa nhưng đa phần đều là đào hoa dữ lắm mối mà đến tối vẫn nằm không chăn đơn gối chiếc khiến cho bạn vẫn ngậm ngùi lẻ loi 6. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi chỉ ra rằng tuần mới này, người tuổi Tỵ dường như không được các thần hỗ trợ nhiều nên khó lòng đạt được những mục tiêu như ý. Công việc có phần nhiều cản trở vào thời điểm đầu tuần, bản mệnh phải tự dựa vào sức mình mới có được những thành công ban đầu. Lại thêm trong tuần đang gặp sao Bạch Hổ hung tinh xuất hiện là điểm báo có tiểu nhân quấy phá, bản mệnh phải vất vả đương đầu với những chiêu trò do kẻ ghen ghét gây ra. Không phải lúc nào bạn cũng đủ tinh ý để nhận ra bẫy dập của tiểu nhân, song hãy nhớ luôn cẩn thận và có lòng đề phòng, có như vậy mới có thể hạn chế được rủi ro có thể gặp phải. Đầu tuần không có tài tinh chiếu mệnh nên đường tài lộc của những chú rắn không có nhiều dấu hiệu theo chiều hướng tích cực. Phải đợi tới cuối tuần, được thực thần trao cơ hội, con giáp này dễ dàng đạt được những cơ hội kiếm tiền nhờ chính sự nhạy bén của bản thân. Đối với phương diện tình cảm, với người tuổi Tỵ chuyện tình cảm vẫn bình ổn ở thời điểm này. Dù đôi lúc hai bạn không thể tránh khỏi những cuộc tranh cãi, khúc mắc quan điểm nhưng đó chỉ như một thứ gia vị nêm nếm, không ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm hai người. Thứ bảy, tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Bước sang tuần mới này với người tuổi ngọ, thầy tử vi chỉ ra rằng, vận trình tuần mới của bạn hung cát đan sen, khó nói trước là hung hay cát nhìn hơn. Mặc dù được tử vi cắt tinh trợ lực, sự nghiệp thăng tiến song bên cạnh đó vẫn tiềm tàng không ít hung họa, có thể kéo vận trình công danh của con giáp này đi xuống bất cứ lúc nào. Và đầu tuần, đây là thời điểm bạn được ấn quan tương hợp, sẽ có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực của mình, chứng tỏ bản thân hoàn toàn có đủ tư cách để ở vị trí hiện tại, không ai có thể nghi ngờ được chuyên môn của bạn. Song hung thần thiên quan luôn rình rập kẻ tiểu nhân không ngừng bày mưu tính kế mà phá hoại công sức bấy lâu nay của con giáp này. Con đường tài lộc của người tuổi ngọ trong tuần khá vượng. Có cả chính tài và thiên tài chiếu mệnh, con giáp này không cần cầu tài cũng có tài lộc tự về. Bản mệnh có thể tranh thủ lúc này để thúc đẩy những dự án kinh doanh, đầu tư của mình, tỷ lệ thành công khá cao. Cũng trong tuần này, người tuổi Ngọ có thể phải đứng trước những quyết định quan trọng về chuyện tình cảm của mình. Bạn chẳng thể trì hoãn hay trốn tránh thêm được nữa, khi con tim và lý trí mâu thuẫn với nhau, hãy thử xin lời khuyên từ người đáng tin cậy để có lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình. 8 Tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Tử vi tuần mới báo hiệu đây là một tuần không ít sóng gió sẽ đến với người tuổi mùi. Hung vận lấn át, cát vận nhắc nhở bản mệnh phải hết sức thận trọng để không lâm vào tình cảnh ngặt nghèo túng quẫn. Đại hao hung tinh báo hiệu về họa phá tài mà những chú dê dù có biết trước cũng chưa chắc đã ngăn chặn được, chỉ có thể nhờ sự cẩn thận, cảnh giác mà giảm bớt phần nào bất chắc mà thôi bù lại trong tuần này đường công danh sự nghiệp của mệnh chủ tuổi mùi lại đang có dấu hiệu thăng tiến khá rõ khi mà chính ấn và chính quan cùng xuất hiện tạo nhiều điều kiện cho bản mệnh phát huy năng lực cá nhân của mình thể hiện sự vượt trội của bản thân so với các đồng nghiệp khác có thể thấy với sự nỗ lực trong công việc của bạn tuổi mùi được lãnh đạo đánh giá cao sự nghiệp không ngừng phát triển và có bước đột phá lớn đây là bước đà không nhỏ thu ngắn khoảng cách đến với mục tiêu của con giáp này thời gian này vận trình tình duyên của những chú dê cũng có khởi sắc theo chiều hướng tích cực nếu đã xác định được tình cảm thật sự của mình, bạn có thể chủ động bày tỏ với đối phương. Các cặp đôi mới yêu hay đã kết hôn dù bận rộn đến đâu cũng nên dành nhiều thời gian để quan tâm và hâm nóng tình cảm. Như vậy tình yêu càng gắn kết bền chặt hơn. Thứ 9, tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Tuần mới này cho thấy người tuổi thân phải trải qua không ít thăng trầm trong công việc. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi con giáp này dường như chưa đủ tập trung vào công việc của mình, thương quan khiến cho bản mệnh dễ bị sao nhãng, việc chính không lo mà lơ đễnh vì lo lắng đến những việc ngoài luồng. Do đó, hiệu suất sụt giảm rõ rệt, tiến độ không được đảm bảo, có thể ảnh hưởng tới công việc chung của cả tập thể. Bản mệnh tuổi thân nếu không nhanh chóng chấn chỉnh thái độ làm việc của mình thì khó tránh khỏi những sai lầm lớn, tác động xấu tới tiền đồ của bản thân. Trong công việc của người tuổi thân tuần mới này đã không được suôn sẻ, mà đường tài lộc cũng gặp không ít khó khăn. Tiểu Hao nhắc nhở những chú khỉ nên chú ý tới thói quen chi tiêu của mình, lập kế hoạch quản lý tài chính cẩn thận bởi các khoản mua sắm vô tội và sẽ làm bạn rỗng túi nhanh chóng. Còn về phương diện tình cảm của người tuổi thân trong tuần mới này không có nhiều biến động nhiều. Các cặp đôi vẫn hạnh phúc trong tình yêu của mình, người độc thân không vội vàng tìm kiếm ai đó đồng hành chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn hiện tại, bởi bạn còn rất nhiều mục tiêu và lý tưởng chưa thực hiện nên dù có đang FA cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. thứ 10, tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Xem tử vi cho thấy, với người tuổi Dậu bước sang tuần mới này, đang có điểm báo bạn sẽ gặp phải ngũ quỷ hung tinh chiếu mệnh, tai ương ập xuống đầu. Bạn cần hết sức thận trọng trong cách hành xử của mình để hạn chế tranh cãi, mâu thuẫn có thể xảy ra. Đặc biệt, tuần này những chú gà có thể vấp phải vấn đề trong mối quan hệ với đồng nghiệp hay cấp trên do bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc chung nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói hay hành động của mình đừng tùy tiện nói năng xuồng xã quá mức mà đắc tội với người khác lúc nào chẳng hay tuy nhiên về con đường tài lộc của người tuổi dậu trong tuần này lại khá vượng tài lộc khởi sắc rực rỡ khiến không ít người cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ thực thần xuất hiện cho thấy bạn không phải lo lắng về chuyện tiền bạc người làm kinh doanh cũng được quý nhân nâng bước rất nhiều cái chuyện tình cảm của người tuổi Dậu trong tuần mới này cho thấy, đôi lúc sóng gió nổi lên khiến con giáp tuổi Dậu có chút phiền lòng nhưng may mắn là cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung nên cảm giác khó chịu ban đầu cũng qua đi nhanh chóng. Vợ chồng, đôi lứa đừng để mâu thuẫn kéo dài quá lâu vì thời gian sẽ giết chết cảm xúc của cả hai. 11. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi Tuất bước sang tuần mới này cho thấy bạn đang gặp được sao Thái Âm xuất hiện trong tử vi tuần này mang đến cho bạn những sự hỗ trợ to lớn từ quý nhân, đặc biệt quý nhân có thể là nữ mệnh ở ngay gần bạn. Nhờ đó, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn, thoát khỏi trạng thái mông lung về lựa chọn tương lai của bản thân. Lại thêm trong tuần này với người tuổi Tuất đang gặp được thiên ấn tương trợ, mở mang đầu óc sáng tạo cho mệnh chủ để bạn khám phá ra những tiềm năng ẩn tàng mà trước giờ có lẽ bạn cũng không thể ngờ được mình lại sở hữu thành công đến khá nhanh chóng, khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ. Và càng về cuối tuần, vận trình tài lộc của người tuổi tuất càng có nhiều khởi sắc. Con giáp này được cả thiên tài và chính tài tương trợ nên khả năng kiếm tiền cũng cao hơn và thuận lợi hơn. Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, bản mệnh có nhiều cơ hội kinh doanh phát tài, bạn nên chủ động nắm bắt thời cơ nhé. Tuy nhiên về phương diện tình cảm của người tuổi tuất trong tuần mới này lại không được tốt cho lắm. Tuần này, mệnh chủ đang có một vài vấn đề khúc mắc về chuyện tình cảm với nửa kia. Không phải chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng cảm xúc thất thường khiến bạn cảm thấy không an toàn và e sợ sẽ vượt mất hạnh phúc đang có trong tay, càng căng thẳng nắm giữ càng khiến cho nỗi lo sợ tăng lên. 12. Tử vi tuần mới của tuổi hợi, từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi hợi bước sang tuần mới này, thầy tử vi chỉ ra rằng tuần mới này có thể bạn phải đi lại khá nhiều do chịu ảnh hưởng của dịch mã động tinh chiếu mệnh đó hầu như đều liên quan đến công việc nên dù không muốn bạn cũng không thể từ chối được chính vì vậy sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu suy giảm do vất vả bôn ba ngược xuôi ngoài ra trong tuần cũng đang gặp tỷ kiên còn khiến tâm trạng của con giáp tuổi hợi trở nên nóng nảy hơn thường ngày bạn dễ để bụng những điều người khác nói ra thậm chí sẵn sàng phản pháo khi thấy không vừa ý chính điều này có thể khiến bạn gặp rắc rối to đấy lúc này nên tránh đối đầu thì mọi việc sẽ lại êm ấm ngay thôi và nếu như với người tuổi hợi đang mong chờ những cơ hội cải thiện tài chính trong tuần này thì e rằng bản mệnh sẽ phải thất vọng không nhỏ đã vậy bạn còn bị kiếp tài ngáng chờ tài lộc có thể thất thoát bất cứ lúc nào nếu bạn không tính toán cẩn thận về con đường tình duyên của tuổi hợi trong tuần mới này khá lý tưởng kết thúc những ngày tháng sầu não và rối ren trong chuyện tình cảm thì chuyện tình cảm của bạn và nửa kia sẽ có những trải nghiệm vui tươi thú vị hơn đó là bởi sự tin tưởng mà hai bạn dành cho đối phương đã chiến thắng tất cả giữa cả hai không còn bất cứ khúc mắc nào nữa trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuần mới của 12 con giáp, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.